Vâng và trong thời gian vừa qua thì Hà Nội cũng đã ghi nhận các ca tử vong mới liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 và qua đó có thể thấy rằng biến chủng Delta hay bất cứ một biến chủng nào của SARS-CoV-2 cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta. Và một nghiên cứu mới đây cho thấy loại virus gây ra COVID-19 có thể lây lan trong cơ thể của người trong vòng vài ngày từ đường hô hấp cho đến tim não và hầu hết mọi cơ quan trong cơ thể cũng như là nó cũng có thể tồn tại trong nhiều tháng. Cụ thể thì các nhà nghiên cứu cũng đã lấy mẫu và phân tích trong quá trình khám nghiệm tử thi trên 44 bệnh nhân tử vong nhiễm virus corona trong năm đầu tiên của đại dịch ở Mỹ. Nhóm nghiên cứu này phát hiện ra rằng virus SARS-CoV-2 RNA bám dai dẳng ở nhiều bộ phận của cơ thể, bao gồm cả các vùng trên toàn bộ não trong khoảng thời gian 230 ngày sau khi người bệnh bắt đầu có triệu chứng. Theo các nhà khoa học, kết quả nghiên cứu trên có thể giúp hiểu được sự suy giảm nhận thức thần kinh hay tình trạng sương mù não và các biểu hiện tâm thần kinh khác của chứng covid-19 kéo dài. Chúng ta cần phải bắt đầu nghĩ về SARS-CoV-2 như một loại virus toàn thân có thể khỏi ở một số người nhưng ở những người khác có thể tồn tại trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng và tạo ra covid kéo dài, một chứng rối loạn toàn thân nhiều mặt.